Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Chicken Channel. Mình là Jack. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn một món cocktail mang tên là Cable Car. Và món này được tạo ra bởi Tony Aboganim vào năm 1996 và ở một cái quán bar tên là Starlight Room ở San Francisco. Và cái lý do của cái tên này là do cái đường dây cáp treo bắc ngang qua cái quầy bar đó, thì Tony đã lấy cái nguồn cảm hứng đó và đặt tên cái món cocktail này là Cable Car. Ok, bắt đầu pha thôi. Nhớ nhấn like, share và subscribe nha. Rồi, và cái việc đầu tiên mình cần làm cho món này là mình sẽ ướp shake. Rồi sau đó là mình sẽ chuẩn bị ly. Chuẩn bị ly là sao? Chuẩn bị ly là lát nữa thì mình sẽ viền cái miệng ly với lại đường và quế, đường và bột quế nha. Rồi, mình sẽ xài một cái ly cube như thế này. Mình cho ra một cái dĩa. Rồi, mình sẽ cho đường vào trong đây, sau đó mình sẽ cho bột quế vô đây nha. Mình cho bột quế vô đây. Rồi, và mình sẽ trộn cái thành phẩm này lên. Đó, thì nó sẽ ra cái hỗn hợp gọi là đường bột quế. Và mình sẽ viền miệng ly với lại cái này. Thì có người trong món này thì có người sẽ không thích viền miệng ly với lại bột quế. Tại vì khi mà thử bột quế thì mọi người sẽ cảm nhận cái miệng mình nó hơi nhẵn nhẵn á. Nhưng mà cái đặc điểm của món này là như vậy, cho nên là mình sẽ quyết định là mình sẽ viền miệng ly. Nhưng mà mình sẽ viền nửa ly thôi. Đây, mình sẽ viền nửa ly nha, và mình sẽ viền ở ngoài để tránh cái việc là đường với lại bột quế nó vào trong cái ly cocktail của mình. Và nếu được thì trong cái công thức của món này á, nó sẽ xài là simple syrup, tức là syrup đường bình thường. Còn nếu mà các bạn có điều kiện thì mình có thể xài syrup quế luôn cũng được, tức là mình sẽ cho trực tiếp mùi quế vào trong cái ly cocktail này luôn. Đó, quá đẹp, quá đẹp. Đó, rồi mình sẽ để nó qua một bên. Để cái này một bên và cho cái này vô tủ lạnh, lát nữa nó lạnh. Và giờ thì mình sẽ cho mấy cái thành phần vô trong này. Đầu tiên là công thức của món này thì nó sẽ là spice rum. Spice rum mình sẽ cho vào đây 45ml. Spice rum thì nó sẽ khác với lại mấy cái dòng rum khác, tức là mùi vị của nó sẽ được đưa vào sau này, tức là nó sẽ không có được gọi là thêm mùi vị vào, tức là nó không được ủ trong thùng gỗ, mà giống như những cái loại ví dụ như gold rum rồi này kia thì nó sẽ được ủ, còn cái spice rum thì nó sẽ được thêm vào sau này. Đó là lý thuyết mình cơ bản mình như vậy để cho mình dễ nắm ha. Rồi sau đó là mình sẽ có orange curacao, hoặc là các bạn có thể xài Grand Marnier. Orange curacao rất là thơm. Mình sẽ cho vào đây là khoảng 15-20ml nha. Trong công thức là khoảng 22.5ml là 3/4 ounce. Thì mình xài khoảng 15 hoặc là 22.5ml cũng được. Tiếp theo là lemon juice, các bạn cho vào đây khoảng 20ml. Cuối cùng là sugar syrup, mình sẽ cho khoảng 10ml sugar syrup. Và mình sẽ cho vào đây khoảng 10ml của syrup quế nữa, để cho nó sẽ có một cái mùi quế nó nhiều hơn và nó dậy hơn trong này. Rồi, còn không thì các bạn thích cái mùi quế nhiều thì mình có thể xài luôn là syrup quế luôn cũng được. Rồi khuấy lên nha, thử nè. Nice, mùi quế rất là thơm, mùi quế và mùi cam. Quế cam với rum lúc nào cũng là một cái combo rất là ngon nha. Mình sẽ cho thêm một chút nước đường vô nữa. Rồi, giờ mình sẽ lắc nó lên. Rồi, lắc lên nha. Trời ơi, cái ly mà lấy được trong từ tủ lạnh ra nhìn nó đã lắm kìa. Strainer vô. Rồi mình sẽ rót nó ra. Để xoay cái mặt này qua đây đi cho mấy bạn thấy đó. Đó, nhìn đẹp chưa? Xài cái ly này thấy cưng ghê á. Kiểu nó nhỏ nhỏ vừa đủ á. Rất là dễ thương.
Rồi thả lên trên cái ly này. Đó, quá dễ thương luôn. Và đây là món cable car. Ok, uống thử nha mấy bạn. Trời, nhìn cái viền trang trí dễ thương quá ha. Cho nên là bạn nào mà muốn trang trí á, viền miệng ly nó rất là dễ thương luôn á. Viền cái ly thôi. Và cái ly này mình rất là thích xài cái ly này nha. Kiểu nó vừa đủ á. Nó vừa đủ cho một cái món nào đó mà nó không có quá, nó gọi là nó không có quá, nó không có quá lon á. Món này kiểu là soft drink thì nó sẽ ok thôi. Yeah, thử nha mấy bạn. Trời, ngon quá. Nó giống như là một cái phiên bản, nó rất là một cái phiên bản daiquiri, nhưng mà nó có nhiều flavor hơn, nhiều mùi vị hơn. Thay vì daiquiri chỉ có rum, chanh và đường thôi, thì trong này nó còn, nó có spice rum nè. Rồi chanh thì mình xài chanh vàng nè. Rồi nó có thêm cái mùi của quế và mùi của cam ở trong nó nữa. Nó tạo thành một cái bản hòa ca rất là hợp lý. Nó làm cho mình nhớ tới những cái món cocktail mà nó kiểu giống như kiểu của spice rum, của gold rum, ví dụ như hurricane hay là zombie đồ này kia. Và cái combo mà mấy bạn để ý nha, khi mà làm cocktail mấy bạn để ý là cái combo mà kiểu quế, rum, cam, gì nữa ta, quế, rum, cam, cam là rượu mùi cam hay là nước cam á, rồi pineapple juice, nước ép thơm. Nó sẽ đi rất là hợp với lại cái mùi của rượu rum luôn á. Mà mấy cái combo đó lúc nào nó cũng đi hợp với nhau á. Mình thử bên này một xíu ha. Bên này thì nó nhiều cái mùi của quế hơn. Mình thích cái sự gọi là cái sự ngọt ngọt. Nó gọi là khi mà mình liếm vô là nó sẽ ngọt liền, nó làm cho mình dễ chịu hơn khi mà uống cái này. Tại vì cái này cũng là một cái món mà có nồng độ cồn khá cao đó. Tại vì rum nhẹ thì nồng độ cồn cũng cao nè. Rượu rum cũng là rượu mạnh mà. Cho nên là, và nó chỉ cân bằng với chanh với đường thôi, cho nên là nó sẽ hơi mạnh. Còn cho nên là khi mà mình liếm vào cái lớp đường và đường quế này, mình sẽ cảm nhận được cái vị ngọt và thơm mùi quế, sau đó là nó sẽ làm cho mình dễ chịu hơn. Ngon quá. Và đây là món cable car. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chú ý theo dõi đến tận bây giờ. Bạn nào muốn mua rượu thì nhấn vào link ở dưới phần description, và tất cả những cái link mà mình muốn share mình sẽ để ở trong đó hết. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.